Xin chào quý vị các bạn, trên hình các bạn thì thấy đây là một số linh kiện trên điện thoại BlackBerry BuzzBot đang được chờ thay mới. Sửa lỗi hỏng phím nguồn, tắt bật nguồn trên điện thoại BlackBerry BuzzBot. Các bạn để ý cái phím nguồn rất là bé như này. Đây là phím nguồn của BlackBerry BuzzBot. Qua thời gian thì việc điện thoại BlackBerry BuzzBot bị hỏng phím tắt bật nguồn, hỏng phím tăng giảm âm lượng là điều khó tránh khỏi. Do rất là nhiều nguyên nhân, có thể do rơi va đập, có thể do nước vào, vân vân và vân vân, mây mây, rất là nhiều cái tình huống xảy ra. Thì hiện tại di động cao cấp.vn có tất cả các linh kiện trên điện thoại BlackBerry BuzzBot nói chung và phần phím tắt bật nguồn, điều chỉnh âm lượng trên máy BlackBerry BuzzBot nói riêng thì mới bị các bạn khi cần. Vì các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới, sửa chữa vì các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Những khách hàng ở xa cũng điều kiện đến với di động cao cấp.vn. Vì các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD, chúng tôi sẽ ship các linh kiện sửa chữa điện thoại BlackBerry BuzzBot đến tận địa chỉ quý vị các bạn yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn để chỉ cung cấp linh phụ kiện của điện thoại BlackBerry BuzzBot hàng đầu hiện nay. Mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm dịch vụ, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911582123 để tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn.